chào cả nhà. Trong clip ngắn này, FBB chia sẻ với ba cái thời điểm vàng để mà tăng cái tỷ lệ thắng trong nhị phân action. Trong ví dụ đầu tiên đó là khi thị trường biến động mạnh ở tin tức vào các phiên giao dịch phiên Á, phiên Âu và phiên Mỹ thì luôn có những cái tin tức để mà đẩy giá dịch chuyển một cái khoảng cách đủ mạnh để mà các lệnh ở khung thời gian ngắn như 5 phút sẽ được thuận lợi ngay khi vào lệnh. Đây là một ví dụ về một phiên giao dịch ở phiên Âu. Ngay khi vừa vô lệnh thì là có tin tức nên giá chạy rất nhanh. Thời điểm thứ hai đó chính là khi có nến đảo chiều. Điển hình là nến BIN 3. Đây là một nến đảo chiều kinh điển đối với các trader đánh option. Sau khi mà nến đảo chiều xuất hiện thì sẽ tạo một cái lực đẩy rất là mạnh để mà đẩy giá nó sẽ chênh lệch trong thời gian rất là nhanh. Thì đây cũng là một cái thời điểm thích hợp để mà mình phát hiện ra là những cái lúc nào mà thị trường nó sẽ biến động nhanh và mạnh. Ngay thời điểm đó thì mình vô lệnh thì nó sẽ thuận lợi hơn hẳn so với những lúc thị trường nó sẽ quay. Ví dụ trên hình thì là một tín hiệu từ nến BIN 3, sau khi vào lệnh thì thị trường đã di chuyển được thuận lợi. Và cái thời điểm thứ ba đó là khi có tín hiệu breakout từ những mô hình căn bản. Mình sử dụng mô hình căn bản như là hai đỉnh hai đáy hoặc là vai đầu vai là cũng đủ rồi, chứ không cần những cái mô hình nâng cao lắm đâu. Chỉ cần những cái thời điểm mà nó vừa breakout qua mô hình thì lúc đó thị trường biến động rất là nhanh. Và đây cũng là cái thời điểm để mà ra đòn quyết định đánh nhanh rút lẹ. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip. Nhớ like, subscribe để cập nhật những chiến thuật mới nhất nhé.